Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong một bài giải đề thi đại học. Và khi mà chúng ta xem video này thì có lẽ là một số bạn trong số chúng ta vừa mới trải qua bài thi tiếng Anh khối D năm học 2011. Và khi các bạn xem video này thì chúng ta sẽ được xem lại các câu hỏi mà chúng ta đã gặp phải trong cái bài thi vừa rồi. Trước khi chúng ta làm bài, tôi hy vọng rằng các bạn đã có những phán đoán chính xác, có những câu khoanh tròn đúng và có được điểm số rất cao trong bài thi tiếng Anh nói riêng cũng như là bài thi khối D nói chung của các em. Thì trước tiên là về nhận xét chung về cái bài thi đại học năm nay, thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thấy đề năm nay có phần là dài hơn và khó hơn hẳn so với các năm trước. Trên tay tôi là đề thi của các năm 2007, 2008, 2009 và 2010. Trước khi chúng ta đến với đề thi năm 2011 thì chúng ta hãy xem lại các cái đề thi các năm trước. Năm 2007, đề thi môn tiếng Anh khối D của Bộ Giáo dục Đào tạo và đề chính thức là đề thi bao gồm có 4 trang. 4 trang. Năm 2008, đề thi chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo môn tiếng Anh khối D là 5 trang. Nhiều hơn năm 2007 một trang. Đề thi tuyển sinh đại học năm 2009 môn tiếng Anh khối D đề chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo là đề thi có 6 trang và lại tiếp tục nhiều hơn một trang nữa đúng không ạ? Và đề thi tuyển sinh đại học năm ngoái, tức là năm 2010, môn tiếng Anh khối D của Bộ Giáo dục Đào tạo là đề thi có 7 trang. Tức là mỗi năm Bộ Giáo dục tăng thêm một trang thi đối với chúng ta đúng không ạ? Và các bạn thấy là đề thi năm 2010 thì đề thi có 7 trang là còn tương đối vơi. Còn tương đối vơi, đúng không ạ? Thế còn đề thi năm 2011 của chúng ta là đề thi 7 trang đầy đặn và gì ạ, chữ nhỏ. Đấy, thì đấy là một cái khó thứ nhất của chúng ta, đó là gặp phải đề thi tương đối dài. Nếu như so với đề thi năm 2010 thì đề thi năm nay lại có phần khó hơn một chút khi có những câu hỏi từ đồng nghĩa, là đòi hỏi học sinh phải có cái khả năng phán đoán cao cũng như là phải có kiến thức chắc chắn. Phần ngữ pháp có rất nhiều bẫy và phần từ mới ở trong hai bài đọc thì có lẽ là cũng khá nhiều, khiến cho các bạn cảm thấy bối rối khi làm bài đọc và qua đó có thể là sẽ làm giảm cái khả năng làm bài đọc hiểu của mình. Như vậy với một cái đề thi vừa dài và vừa khó như thế này thì chúng ta sẽ phải dựa rất nhiều vào cái kiến thức ngữ pháp chắc chắn của các bạn. Chúng ta phải dựa vào sự phán đoán cũng như là sự linh hoạt trong khi làm bài thi thì các bạn mới có thể đạt được điểm số cao trong bài thi năm nay. Và cũng trên cái xu hướng ra đề như thế này thì một lời khuyên đối với các bạn sĩ tử mà năm sau chúng ta sẽ thi bài thi năm 2012, đó là không biết là đề có thể lên đến 8 trang hay không, đúng không ạ? Hay là vẫn là 7 trang. Thế nhưng mà cái mức độ khó thì có lẽ là cũng sẽ ít nhất là cũng phải như thế này, hoặc thậm chí là có thể khó hơn. Vì vậy mà trong quá trình luyện tập thì các bạn không nên chỉ tập trung vào các kiến thức cơ bản, chúng ta còn phải tập trung vào cả những kiến thức chuyên sâu và các cái phần khác nhau của các mặt khác nhau của kiến thức để mà chúng ta linh hoạt hơn trong quá trình làm bài. Đấy là một số nhận xét chung và lời khuyên của tôi trước khi chúng ta bắt đầu chữa đề. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với mã đề thi 195. Mã đề thi 195 và trong tiết học đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết từ câu số 1 đến câu số 28. Trước tiên sẽ là câu số 1. Một điều rất bất ngờ đối với các bạn mà khi chúng ta gặp phải mã đề thi 195, đó là ngay lập tức ba câu đầu tiên của chúng ta đã là một câu tương đối khó và chúng ta phải sử dụng đầu óc phán đoán rất nhanh nhạy để trả lời ba câu hỏi này. Mã đề thi 195 của chúng ta ba câu đầu là câu hỏi chúng ta hãy chọn đáp án ABCD và gì ạ, đánh dấu vào trong cái tờ answer sheet để trả lời của các bạn để chỉ ra xem từ nào hoặc cụm từ nào có gần nghĩa nhất so với cụm từ được gạch chân ở trong các câu hỏi sau đây, đúng không ạ? Thì câu số 1 của chúng ta từ gạch chân đó là từ review. Thế thì bốn đáp án của chúng ta là đáp án A là viewing, đáp án B là regard, đáp án C là opinion và đáp án D là look. Thế thì để mà tìm được nghĩa gần nhất
chúng ta cần phải xác định nghĩa của câu hỏi này. Thì nghĩa của cái câu này như sau. Cái tác phẩm mới của anh ấy, work ở đây phải gì là tác phẩm, tác phẩm mới của anh ấy đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực từ giới phê bình và người đọc, đúng không ạ? Phản hồi ở đây chính là những cái ý kiến quan điểm, đúng không ạ? Ý kiến quan điểm đây chắc chắn đáp án sẽ là đáp án C, opinion, tức là ý kiến. Chúng ta biết có một cái cụm trong cái quan điểm của tôi, trong ý kiến của tôi là in my opinion, đúng không ạ? Thì ở đây đáp án đúng của câu số 1 sẽ là đáp án C. Những từ như là viewing, regard và look là những từ không phù hợp với nghĩa trong câu này. Ví dụ như viewing thì thường là chỉ là cái tầm nhìn. Ví dụ như các bạn đứng ở trên cao, các bạn có một cái view sang xung quanh, đúng không ạ? Cái regard thì nó là cái lời quan tâm hoặc là hỏi thăm. Đấy. Chúng ta có cuối thư thì chúng ta hay có cái từ là best regards. Thế còn là từ look là nhìn, thì nhìn thì chưa thể hiện được cái ý nghĩa của câu này. Từ review mang ý nghĩa là tức là sự xem lại và sự phản hồi cũng như là ý kiến và đánh giá của giới phê bình và người đọc, đúng không ạ? Thì từ opinion sẽ là từ chính xác nhất. Vì vậy câu 1 của chúng ta sẽ phải lựa chọn đáp án C. Lưu ý ở đây là chúng ta làm mã đề 195. Câu hỏi số 2. Từ được gạch chân là từ universal. Và chúng ta có 4 từ, đó là đáp án A, marked, đáp án B, separated, đáp án C, shared và đáp án D là hidden. Để mà có thể làm được bài này, chúng ta chỉ cần cố gắng dịch nghĩa của câu hỏi. Thì những cái vấn đề như là cái sự thiếu kinh nghiệm và sự thù địch ấy là những cái gì ạ? Cái đặc điểm chung của giới trẻ, đúng không ạ? Đặc điểm chung hay là tức là cái đặc điểm mà gì ạ? Được chia sẻ lẫn nhau ấy, tức là mọi người đều có của giới trẻ là thường hay có ấy. Thế thì là đáp án đúng của chúng ta cũng tiếp tục là đáp án C, shared. Đáp án A, marked thì là nổi bật hoặc là đánh dấu, nổi bật không phải. Separated là tính từ phân cách hoặc là ly hôn, đúng không? Thì từ này cũng không phải. Hidden đó là dấu. Thì đây không phải là đặc điểm dấu, đây là đặc điểm gì ạ? Như vũ trụ, tức là universal là chúng ta biết là nó từ cái từ universe và vũ trụ, tức là điểm gì ạ? Rộng, bao quanh và gì ạ? Bao trùm, giống nhau, chung nhau. Thì đáp án đúng của chúng ta sẽ phải đáp án C. Câu hỏi cuối cùng của bài số 1 đó là chúng ta có từ gạch chân grown fond of the surroundings. Rất khó để nếu như chúng ta chỉ gì ạ? Dựa vào từ gạch chân và lựa chọn đáp án ABCD, mặc dù là đấy cũng là một cách làm. Thế nhưng mà nếu như chúng ta không sử dụng đến nghĩa của câu thì rất khó để các bạn có thể cảm thấy chắc chắn về câu trả lời của mình. Thì ở đây ý nghĩa của câu này như sau. Chúng tôi đã sống ở đây rất nhiều năm và đã cái gì đó, cái môi trường xung quanh. Cái từ grown fond of chúng ta có thể là sẽ chưa hiểu hết về nghĩa của từ này, đúng không ạ? Sau đó chúng ta có một câu nữa, đó là lý do tại sao mà chúng tôi không muốn rời đi. Tức là chúng tôi đã sống ở đây nhiều năm và gì ạ? Rất là thích cái môi trường xung quanh cái ngôi nhà của chúng tôi và đó là lý do tại sao mà chúng tôi không muốn rời đi. Chứ cái từ fond chúng ta cũng biết động từ to be fond of, cụm từ to be fond of có nghĩa là thích cái gì đấy, đúng không ạ? Thích, yêu thích. Là chúng tôi rất yêu thích cái môi trường xung quanh cái nơi chúng tôi sống. Thế thì cái yêu thích đó chúng ta sẽ phải sử dụng đáp án C, loved the surroundings. Ý A của chúng ta đó là possessed by the surroundings, tức là được sở hữu bởi môi trường xung quanh, không phù hợp với nghĩa. Câu B là trồng nhiều cây ở xung quanh, thì cái này cũng có thể đúng. Thế nhưng mà với từ fond là yêu thích thì lại không được đúng. Và thứ hai nữa là nếu như họ sống ở đấy và họ trồng nhiều cây thì chưa chắc là đó là lý do tại sao mà họ không muốn rời đi, đúng không ạ? Họ sống ở đấy và họ phải thích thì họ mới không muốn rời đi, chứ còn trồng cây thì chưa liên quan lắm. Đáp án D của chúng ta là haunted by the surroundings, tức là bị ám ảnh bởi môi trường xung quanh. Nếu mà đã là ám ảnh thì chỉ có gì ạ? Ngôi nhà ma, chứ còn là cũng không có ngôi nhà mà chúng ta không muốn rời đi. Với cái từ haunt mang nghĩa tiêu cực. Vì vậy đáp án đúng của câu hỏi số 3 của chúng ta thế tiếp tục là đáp án C,